Nên đây giờ bây giờ tìm được ông cố nội á nè. Chạy thì nãy giờ mới tìm được ông rồi đây. Chào anh em cái ơi. Anh Đông nha, anh Đông đất thép nè. Giờ tìm được ảnh rồi, bây giờ đồng đội của anh đang dẹp mương đây nè. Giờ mình cũng bay xuống hốt luôn. Thấy không? Ồ, cái sạc đồ thon luôn. Bụng cho bá lửa luôn nè. Ồ. Ngon. Cái gì vậy? Lấy mặt luôn cái coi. À anh Đông nè, mới vừa hốt được con cá lóc thấy mê không? Cái này phải móc mang nha các bạn, chứ nắm không thể nào nắm được nó đâu nha các bạn. Cái móc mang nè các bạn thấy không? Bắt về nó mới chắc ăn, nó không giải được. Con này là đủ vốn mà. Quá ngon. Cá lóc nữa kìa. Nó ngon quá vậy thôi chứ. Đâu luôn cá lóc nhiều dữ vậy? Qua tay đâu, bóng. Bữa nay không đem hả? Trời ơi, con nãy tao nó nhỏ từ luôn. Cái gì? Nè, tụi tao hết. Nó coi tay nè. Để
xa ra không? Ô, quá, quá. Để xa ra, để xa cái ống kính ra chứ gần quá thì sao coi. Ngon lành đâu, đâu vào rồi. Rung mề. Đây cái túi này còn cỏ lắm nha. Đừng mất đây chưa? Nó giống là giống châu Âu nha. Châu Á không có con nào bự dữ như vậy đâu. Đi địa điểm khác đi. Nắng quá. Nắng tới thui rồi. Rồi.
chấn tung lên rồi ấy kiếm máy quay. Nè, quay đây nè. Đây là cá rô, cá rô phi. Từ tố quá, không thấy, không biết mình thấy không. Thấy chứ, thấy không có, thấy chứ vô gõ, xét xuống. Xét xuống. Đó. Lắp hết toàn này đi. Lắp hết đi, bảo mẫu đi được.